chuyển sang làm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng năm 2017. Và thay mặt cho bệnh viện Thái Thượng Hoàng xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bác sĩ chuyên khoa 2 Thái Tân Thắng, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thái Thượng Hoàng. Trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Thái Doãn Quyền, giám đốc điều hành. Trân trọng giới thiệu bà Phan Thị Thu Hiền, giám đốc tài chính. Trân trọng giới thiệu đại diện đội ngũ bác sĩ bệnh viện Thái Thượng Hoàng. Với hơn 500 quý khách hàng của bệnh viện Thái Thượng Hoàng trong nước và ngoài nước, trong tỉnh và ngoài tỉnh đã đến tham dự và chúc mừng quý khách hàng ngày hôm nay, đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Kính thưa quý vị khách hàng, bệnh viện trang làm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng có 150 cán bộ nhân viên, trong đó có 33 bác sĩ bao gồm 1 tiến sĩ, 4 bác sĩ chuyên khoa 2, 12 bác sĩ chuyên khoa 1 và 16 bác sĩ được đào tạo chuyên ngành. Đến dự hội nghị hôm nay là những bác sĩ tiêu biểu đại diện cho toàn thể y bác sĩ bệnh viện Thái Thượng Hoàng. Chúng tôi, những bác sĩ bệnh viện Thái Thượng Hoàng luôn sẵn sàng vì sức khỏe và nụ cười của bạn. Lời đầu tiên, tôi xin đại diện bệnh viện Thái Thượng Hoàng gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất và lời cảm ơn chân thành tới quý vị khách quý, quý khách hàng đã dành thời gian đến tham dự buổi lễ tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Thái Thượng Hoàng hôm nay.